Thành, em đang là ô xin ở bên Ma Cao. Thì em mở mạng ra em thấy thẻ Dương Công Châu chữa hay quá, em ở vòng nặng cũng đòi về từ đầu tháng mà chú lại chưa cho em về ngay. Thế em về ngày thứ nhất, sau ngày thứ hai em lập tức lên ngay. Thứ hôm nay em phải em về là 4 ngày thì em chữa được 2 ngày thì như gọi là chữa sơ sơ thì em cũng làm được nhẹ nhàng thêm một chút chân như hôm vừa rồi. Cái này vẫn mà về em không bớt được nằm hết rồi trên đầu. Thế hôm nay cũng chăm sự nhờ thầy và tất cả lớp hỗ trợ em để cho em khỏi bệnh. Em xin thầy cảm ơn. Vậy chị nói bệnh của chị như nào? Bệnh của tôi thì là... Nhà thì ở Hải Phòng à? Vâng, nhà tôi ở Tân Mỹ Hiền Thành, tôi ở Hải Phòng. Tôi bị bệnh này lâu lắm rồi. Cách đây 20 năm rồi đã phải đi điều trị hóa chất, thiêu hóa chất ở xương rồi. Nhưng mà bệnh gần phát nặng nhất là khoảng 2 tháng nay. Thì tôi điều trị bên Ma Cao, đã châm cứu, uống thuốc, là đắp thuốc nhà nước cho Ma Cao đấy, họ đắp thuốc. Hàng ngày đắp thuốc, châm cứu một cách một ngày, châm cứu một ngày. Nó cũng đỡ không phải làm, gọi lê chân của em Việt Nam. Tưởng là không về đến Việt Nam đấy. Không về đến Việt Nam à? Không đi nổi. Bạn chị bên đấy là Hồng Kông à? Dạ, Hồng Kông, Ma Cao. Ma Cao. Thế là mới về được ngày thứ tư. Thế là đến lớp là ngày thứ ba. Bệnh thế ở bên đấy chị bị cái này từ năm nào? Đau lưng thì chị chẳng cũng đau, nhưng không đau cái ô tô như này thì là khoảng gần 2 tháng này. Nhưng mà ở bên kia thì họ cũng chỉ châm cứu một việc thôi. Tức là mình đi ô xin, mình không có tiền để đến bệnh viện lớn, chiếu chụp mà làm cái thứ. Gọi là đến bệnh viện nhỏ thì bác sĩ tiêm nó rồi đấy mà thì đi chiếu chụp. Thế mà thôi tôi về Việt Nam thấy thầy Dương Công Châu chiếu hay quá xem mạng. Hay quá thì tôi về tôi chữa Huy thôi, tôi không chữa ở đây nữa. Mà cũng uống thuốc thần kinh tọa ở Việt Nam, một thuốc của Việt Nam ấy, mang sang Trung Quốc. Rồi tôi là lúc đau thì ai bảo nắng đấy. Uống cái gì cũng uống, chồng đau chân đê đau không đi đón xe buýt đi, không xuống từ một đoạn để lấy thuốc cũng phải đi. Thế chụp chị chụp chiếu là chụp chiếu bên kia, chụp chiếu bên này? Việt Nam mình mới chụp Việt Nam mình. Vâng, rồi kết luận thế nào thì nói nhỉ? Nó là bị loãng xương, thì vẹo cột sống là cái đi bác sĩ ở bên Ma Cao thì nó bảo là cái lưng của chị cứng lắm, bảo sao lại nhô hết cả lên thế này. Ở bên Ma Cao nó như thế thôi. Bảo cầm xưa ở đây chụp phim ở đây cho tôi. Để cho tôi phải viết pháp điều trị. Nhưng mà bên đấy chụp đáp đồ ăn thì nào đấy. Ông Dương Công Châu này ông y chữa giỏi quá. Xem mạng mà liệt 25 năm. Không làm thì 15 mà cũng chữa còn đi được. Thì nóng lòng về Việt Nam ngay, tôi không chữa ông nữa thì về Việt Nam chữa thôi. Thế là toàn là nặng về. Thế là về được ngoài cũng 1 ngày thì ở trên lớp 3 ngày rồi ạ. Bên đường bên là bên kia đó bác sĩ tây y bảo là vừa viêm khớp, viêm khớp thôi thì bác sĩ đắp thuốc đang đau tay bệnh viện đấy đắp thuốc chứ cứ để cái đau của chị nó biểu hiện như nào khi bị đau? Đau bên lưng mà đau nó cứng đơ lưng này, không xoay ra lại được. Không xoay được đau, xoay như thế nào? Bây giờ bỏ cái đai để chị làm động tác của tôi xem. Rồi. Em bảo luôn xoay lại không thể xoay nổi. Thế bây giờ thì bây giờ thì xoay được rồi, nhưng giờ thì chỉ hơn tháng nay thì nói chung là bây giờ thì xoay được. Xoay hết cỡ cho nên lên đầu rồi. Bây giờ thì từ bây giờ thì xoay từ từ chỉ xoay đến đầu. Đấy rồi gì? Xoay sang bên này. Rồi, ok. Hai tay giơ thẳng. Chân thẳng, cúi xuống. Cái khả năng của mình cái này thôi gì hết cỡ rồi nhé. Rồi ok, bây giờ chị chân bằng vai đi, chị từ từ chị ngồi xuống hết cái khả năng của mình thôi. Rồi ok, chúng ta theo dõi cái khả năng của chị đứng này bây giờ từ từ. Nếu mà trong trường hợp chị ngồi tè chốt thì làm nào? Chị ngồi cho nào? Thì chẳng ngồi tè, tôi ngồi cái ghế, ghế cao ngồi cũng ngồi tè được rồi. Thì có lúc chị ngồi tè để làm gì chứ? À nghiêng ấy, thì cái nghiêng người. Rồi làm ngồi à? Xuống sẽ làm ngồi. Chống nghiêng này xong ngồi. Chị ngồi tè, chị ngồi được. Rồi, đứng lên cho nào. Ông kia quan tâm đến việc mình đi. Rồi. Chị đi cầu thang có gặp khó khăn gì không? Đi cầu thang thì không thể đi thưa thẳng được. Đi thì tách này, đưa ta xuống này tách này. Rồi. Lên phải. Bây giờ chị quay lại, chị quay cái vai này. Chị bắt chéo tay như ông nãy nè. Không biết này, nó có vai thằng này. Đây, ta tay đây sờ nhầm thế nào. Rồi, đổi tay nha.
rồi không không chạm nhau được đúng không? Dạ không được. Bây giờ chị ra đi học hồ thang. Con bỏ hết. Xem cái băng ông châu ông khéo chủ nào cũng dồi ôi thích lắm, chỉ chữa 2 ngày là khỏi, 2 ngày tại sao làm cho mày được. Thích lắm, chữa 2 ngày đi được, thích quá rồi. Bố chủ ôi chữa tao bác sĩ tao chữa tốt lắm rồi, đi cho chung cứu mà bên đấy bổ động rồi phải làm mà chữa tốt lắm. Chứ ở đâu ở Việt Nam tao chữa tốt lắm, 2 ngày đi được, nhiệt 25 năm mà 2 ngày đi được, quảng cáo hết cái bệnh viện đấy cho mọi người nghe. Ngồi đây
mất thể ai đến nào giữ bàn giữ chân nào vâng em giữ không kéo không biết làm biết rồi làm tay ra được bám đấy làm miệng lại nhá mềm người nhá làm miệng lại mấy nữa là làm miệng lại kiểu kêu như pháo bé 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 tôi xuống mua dụng cụ rồi các em bảo vệ đi đâu đấy nãy mình bảo ông đi ông đi ông đến rồi với ông lại đi đâu rồi đây ông đến thì sao nãy tôi xuống ông qua đây bỏ chạy trốn chúng ta là chúng ta đang đến tầng đầu bàn này cứng lắc không cơ mà còn lắc không
đấy, 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 đấy. Để bên kiểu một điều cứng về thì cứng đấy, chân đau quay xoay cái tay chân dẻo nhẹ xoay ngược lại. Bây giờ đứng này bạn hết cơ sang từ từ sang nữa đi rồi sang bên này bạn sang bên này hết cơ đi nữa đi cố lên rồi ok đưa thẳng tay ra cúi xuống đảm đầu gối cúi thẳng xuống xuống đi đảm lại cái nữa cúi xuống hết cơ cố lên xuống tay tay đây ok rồi bây giờ tự ngồi đi rồi không ngồi hẳn không ngồi đẹp đâu ngồi thế đứng lên làm lại ngồi thế rồi đứng lên rồi đứng lên rồi bà từ bên kia bà chạy bên này đi chạy đi Thấy chưa? Thấy không? Nãy là đi ngang, gần đây đi ngang đúng không? Bây giờ chạy đúng không? Rồi. Bước chân 1, bước chân 3, ăn ra 1, tiếp thêm bước tiếp. Đấy, bước tiếp, bước tiếp. Đi mạnh cái lên, đấy, bước tiếp thế, mạnh nhé. Ôi giời, ngon quá. Úi giời, tuyệt vời. Bây giờ đi lên, mạnh cái lên. Đấy, không trồng mắm nhé. Từ bước 1, lên đi, mạnh mẽ vào. Nhìn lên đây, mạnh mẽ này, đấy, nhìn lên, nhìn con thăm lên, không ngại, bước mạnh mẽ lên, rồi, nhưng mà sau khi làm xong thì thấy thế này? Nói chung nó thoải mái, lưng nó nhẹ nhàng lắm rồi, tất cả đều nhẹ nhàng. Tất cả đều nhẹ nhàng rồi, hoan hô! Cảm ơn Hoàng Cao nhé. Vâng, cảm ơn thầy. Hốt đi anh em, chùm kem nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.